Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có update cái phiên bản Photoshop mới, đó là phiên bản 22.4.1, được phát hành vào ngày 18 tháng 5 2021. Thì có một vài cái tính năng mà mình vừa update mình thấy nó cũng khá hay, nên mình chia sẻ với tất cả các bạn nha. Thì cái trước tiên á, là cái phần sale các bạn. Cái sale là mình bỡ ngỡ luôn. Thì các bạn thấy có nó có hai phần nè. Shift Control S và On Control S. Có nghĩa là khi mà các bạn nhấn cái sale truyền thống của mình á, là Shift Control S á, thì nó sẽ hiện như thế này nè. Nó sẽ có cái dòng là Sale Copy nè. Đó, Sale Copy có nghĩa là nó sẽ tự động nó copy ra cho mình một cái file. Tự nhiên cái này á, tính năng này lúc trước á, trên Photoshop cũ á, là shape 3, shape 4 rồi nó có, nhưng bây giờ nó bỏ lâu rồi sao dịch này nó mới quay lại đây. Nhưng mà cái này đặc biệt á, nó có cho mình thêm một cái nhấn như phím on á, thì các bạn á mới có thể là save bình thường lại, nhưng mà nó vẫn tự động copy ra một cái file, chứ không phải như là cũ, như Photoshop cũ á, bản 2019 á, trở xuống á, thì nó sẽ save chồng vậy nha. Nó sẽ trồng cái file như thế này, nó không có copy. Đó, cái đó nó là cái mới nên các bạn lưu ý. Nhưng mà cái này mình có thể thay đổi được nha. Mình vào keyboard nè, mình hướng dẫn các bạn thay đổi luôn. Tại vì cái này mình xài nhưng mà mỗi lần nhấn mình phải chuyển qua mình mới save được DigiBet. Nên cái này mình sẽ bỏ cái này đi. Mình bỏ dòng trên nè, các bạn đổi lại phím dưới nè, On Control S. On Control S lại là xong. Mình bỏ cái này đi thành cái phím Shift Control Shift S. Đó. Control Shift S. Đó. Thì cái cũ này mình bỏ đi nha. Để thôi là mỗi lần sale nó sẽ bắt mình chuyển qua bên kia nó rất là phiền phức. Đó, rồi ok, vậy là xong. Thì các bạn sẽ nhấn sale bình thường nó sẽ chạy vào. Còn các bạn nếu không thay đổi thì nó sẽ chuyển qua cái phần bên kia rất là phiền phức. Rồi, thì cái tính năng đó thì thêm một chút thôi chứ không có gì hết. Ngoài ra thì trong nó chỉ update trong Nature Filter một số cái lệnh nó được sắp xếp lại thôi. Thì ở đây mình sẽ vào Nature Filter thì các bạn thấy bên đây nó sẽ chia cái hai cái phần của Natural Filter qua hai bên khác nhau để mình dễ quản lý nè. Thì ở đây nó có một số cái tính năng mới nè, được update nè. Thì các bạn cứ vào đây nè, các bạn thấy là mình download về thì mình sử dụng thôi. Các bạn thấy cái tính năng của nó là làm mờ nè, hậu cảnh và tiền cảnh luôn nè. Các bạn cứ download về và sử dụng bình thường nha. Thì còn cái phần kế tiếp là tấm ảnh lên màu nó cũng được cải thiện lên nè. Đó, cái này là phần gọi là mờ tiền cảnh và hậu cảnh. Đó, nó chỉ giữ lại cái do cái file ảnh này chụp cũng nó không có cái hậu nên mình không có chạy được nha các bạn. Các bạn có thể thử nghiệm nó ở khi mà các bạn download về nha. Rồi thì tính năng kế tiếp là cái phần này đây. Cái phần này là lên màu cái tấm ảnh trắng đen. Mình thấy bản trước á, nó không ổn định, bản này nó đã đưa qua là cũng khá là hay ha. Cái này mình cũng đao về mình sẽ sử dụng bên ảnh cũ và phục hồi nha, khá là hay á. Đây là hai cái tính năng mới được update và cập nhật. Ngoài ra thì những cái hiệu ứng này á, thì mình cứ đao về và mình áp vào thôi. Ba cái này là một cái hiệu ứng tranh vẽ này bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Cái phần xóa mụn thì cũng được cải thiện luôn các bạn. Cái phần xóa mụn thì các bạn thấy là cái phần này nó đã chạy rồi nè. Đó, các bạn thấy không, mình ra lệnh từ sáng giờ nó mới chạy xong. Thì cái bản mới này nó yêu cầu RAM phải 8GB nha các bạn, RAM ít nhất là 8GB nha, nó mới hỗ trợ chạy tốt được. Các bạn thấy là nó đây, mình sẽ bung lớn cho các bạn xem. Các bạn thấy là xóa hậu cảnh nè,
nó nhận diện cái này không có hậu cảnh nên nó nhận diện cái chú rể là hậu cảnh có là chung này nó, các bạn thấy là nó xó cũng khá ha. Chắc cái này trường hợp này chỉ áp dụng tới một số tấm hình chụp hậu cảnh với tiền cảnh đó, thì nó sẽ xó được. Rồi thì cái này các bạn cứ tham khảo nha, đây là tính năng mới, các bạn cứ update lên sử dụng bình thường. Mình đang sử dụng bản quy nên mình update lên, mình sử dụng update lên rồi sau đó các bạn tắt Photoshop rồi các bạn mở lại và mình nhấn mình chọn tree hoặc là mình xóa luôn các bạn. Khi mà nó thông báo mình mua, mình không mua thì mình xóa luôn nha, mình không có cần phải mua đâu. Rồi thì cái phần Tag ID thì cũng bình thường thôi, những cái này là cái cũ trên một cái Photoshop cũ thôi, có thể là được cải tiến và nó hiệu quả hơn thôi. Ngoài ra thì nó không có cái gì đặc biệt, mình sẽ để link dưới phần mô tả cho anh em có thể đào cái Photoshop này về sử dụng nha. Cái bản này thì mình thấy khá mới nên mình đang trải nghiệm, chắc khoảng một tháng trải nghiệm mình mới có thể biết được cái gì mới ở chỗ này. Thì ở đây cái phần làm ảnh màu thì mình sẽ kiếm một tấm ảnh màu, một tấm ảnh cũ này. Đó, mình sẽ lên màu cho các bạn xem thử coi cái phần update mới nó có hiệu quả hay không. Đây cái phần này đây, phần này nó mình sẽ bật nó lên, nó sẽ tự động lên màu cho mình. Đó, ô khá là hay nha, bạn thấy là cái tấm ảnh này nó cũng lên màu cho mình rất là ổn nè, nhưng nó update cho mình được cái hệ màu nè. À, lúc trước thì không có, nó chỉ hiện cái Khan, Blue và Magenta thôi, nhưng bây giờ nó đã hiện màu cho mình dễ hình dung hơn nè. Đó, ngoài ra thì ở dưới đây cũng hơi Saturation, tỉnh chỉnh màu lên rồi đó, Noi là tăng nét rồi nè. Nói chung là bây giờ thì nó update cái bản này lên cũng khá ổn rồi nè. Rồi thì cái những cái đó là mới thôi, trên Natural Filter thôi, đặc biệt là trên Natural Filter, với một vài cái tính năng sửa lỗi ở trên thằng tự động cắt ảnh đó các bạn. Nó có thông báo trên trang chủ của Adobe là cái phần Subtract này nè, nó đã update lên là thông minh hơn. Đó, theo mình thấy thì nó đã thông minh thiệt, nó đã nhận diện bỏ cái ghế nè. Đây là cái tấm ảnh mà chụp khá là độc mà mình chưa suy nghĩ ra được mình thay phòng là ôm cái gì. Thay vì chụp cái tay này để ở ngoài thì hay quá, bây giờ chắc mình thay phòng phía sau giữ luôn cái ghế quá. Rồi ok, thì mình quay lại chủ đề là bây giờ cái phần này nó đã thông báo cho mình là có tính năng mới được cải tiến rồi đó, nên các bạn cứ update về xài rất là hay nha. Rồi thì mình thấy nó nhận diện khá là tốt, thấy không? Bỏ được cái ghế, nhận diện hai cái người. Rồi ok, khá hay. Rồi thì ngoài ra thì một số tính năng mới trên filter nữa mà mình chưa có cập nhật được. Hiện tại thì mình chỉ update lên và mình sử dụng camera RAW 13.2 nè các bạn, cũng khá là mới luôn. Nói chung là các bạn, mình khuyên các bạn nên cập nhật những cái mới của Adobe á, mình sử dụng rất là ngon. Thì ở đây thì các bạn thấy là mình đăng nhập nha, mình đăng nhập vào trong cái trang chủ của Adobe Cloud miễn phí đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình update trên đó. Mình đang sử dụng trên Cloud Adobe nè, bản miễn phí này. Các bạn thấy mình sử dụng bản Tree nè, nên nó cũng thì Photoshop mới thì bản 2021 hiện tại thì nó cho mình up lên cái đám mây trực tiếp luôn, trực tiếp từ cái pha ảnh này luôn nè. Bạn thấy là mình có tạo một cái thư mục Photoshop 2021 nè, mình có thể nó mới update lên, là lúc trước kia thì không có up trực tiếp, nên bây giờ nó hiện cái mặt lên nè, up trực tiếp lên thì mình share vô lên trong đây luôn, thấy khá là hay. Rồi ok, một vài chia sẻ tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.